Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Hôm nay em Mai xin giới thiệu cái nhà phố ha. Nó nằm ở cách mặt tiền đường Nguyễn Huỳnh Văn Nghệ chỉ có 100m thôi. Vì chúng ta mới nhìn thấy đường Huỳnh Văn Nghệ đó là cái đường lên khu du lịch Bửu Long cũng như lên vào trường Đại học Dân lập Lạc Hồng á cả nhà. Thì đi vào cái con đường hẻm này là đường bê tông. Đoạn này là 3m, xe hơi 7 chỗ vào vô tư ha. Để đến cái căn nhà này thì con đường ở trước nhà thì nó rộng khoảng 6m. Đây nhà một trệt một lầu mới xây. Giá chào bán là 3,4 tỷ có thương lượng. Xin chia sẻ chi tiết các thông tin đến với cô chú anh chị mình như sau ha. Nhà mới xây hoàn toàn luôn, diện tích là 60m² đất, sổ riêng thổ cư 100%, diện tích sàn là 120m, do là một trệt một lầu. Đây là khu vực phòng khách nè cả nhà, phòng khách có tranh tường ha. Bên phải thì có trang trí một cái bức gỗ để ngăn giữa phòng khách và phòng bếp ra. Trần nhà thì rất là đẹp. Đây là nhà một trệt một lầu, kiên cố, mới xây, sạch đẹp, vị trí rất là tốt nha cả nhà. Ngôi nhà nằm tại địa chỉ là tổ 9, khu phố 2, phường Bửu Long ha cả nhà ha. Đi ra trường Đại học Lạc Hồng chỉ khoảng 500m, đi ra đường Huỳnh Văn Nghệ là 100m, đi ra cầu Mới hay là cầu Hóa An thì chỉ khoảng 800m thôi. Chúng ta vừa mới xem qua cái khu vực phòng bếp và bây giờ là phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh của ngôi nhà. Bếp rất là xinh, rất là đẹp luôn cả nhà. Toàn bộ ngôi nhà này gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai toilet, hai phòng ngủ và một phòng thờ, có ban công ra phía trước. Bây giờ mời cả nhà đi lên lầu 1 của ngôi nhà. Cầu thang tay vịn bằng gỗ, có lắp kính. Cầu thang được ốp đá và đây là cái khu vực trên lầu của ngôi nhà ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai giống nhau luôn cả nhà. Cũng có chân viền cầu thang, chân viền cửa sổ. Cửa thì cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Đây, bây giờ chúng ta đi ra phía trước thì có một cái phòng thờ và ban công ra phía ngoài để nhìn xuống cái con đường luôn ha cả nhà ha. Tổng quan ngôi nhà là một phòng khách, một phòng bếp, hai toilet, hai phòng ngủ, một phòng thờ, có ban công. Thuận tiện vị trí rất là tốt. Để ở đây chúng ta có thể nhìn xuống đường phía trước nè. Đó, đường phía trước thông thoáng nha cả nhà ha, đường thông nha cả nhà. Và nhìn qua bên kia là trường Đại học Lạc Hồng đó. Nếu mày đo về đường chim bay thì nó khoảng 100m thôi, chưa tới 100m nữa, đó là trường Đại học Lạc Hồng. Còn nếu mà đi theo cái đường mà đường xe chạy á, thì nó khoảng chưa tới 100m là tới trường Lạc Hồng. Thuận tiện cho những các gia đình nào làm việc công tác tại trường Đại học Lạc Hồng nè, có con học ở trường Đại học Lạc Hồng nè, hoặc đi làm. Vì phường Bửu Long cũng là một phường thuộc trung tâm thành phố Biên Hòa luôn cả nhà ha. Đây, nhìn ngắm lại cái con đường nha cả nhà. Nhìn đi thẳng ra đó 100m là gặp đường Huỳnh Văn Nghệ rồi. Cửa thì toàn bộ cửa là dùng nhôm sinh pha và kính cường lực ha. Trên đây là cái màu sơn nó cũng rất là sáng. Nhà thông thoáng, vị trí tốt, giá chào bán là 3,4 tỷ có thương lượng nha cả nhà ha. Phù hợp với ở nè, làm việc tại trường Lạc Hồng nè, hoặc là các cơ quan hành chính ở trong khu vực trung tâm thành phố Biên Hòa, vì vị trí nó rất là tốt, đi ra cầu Hóa An chỉ có 800m thôi. Mời cả nhà nhìn ngắm lại, 60m² thổ cư 100%, sổ riêng, nhà bếp đó cả nhà. Huỳnh Mai 0919 310 345, em Mai xin cảm ơn và hẹn gặp lại.